Có những người luôn nghĩ rằng cuộc đời không bao giờ công bằng. Họ nghĩ rằng khi sinh ra có khả năng gì sẽ quyết định tương lai của họ. Một sự phân cấp không ai có thể tự thay đổi được. Người không có tài năng sẽ không bao giờ thắng nổi người có tài năng. Vậy nên họ chỉ còn cách từ bỏ ước mơ của mình. Những người có sức mạnh Blazer được cơ quan quốc gia công nhận thì được gọi là ma đạo hiệp sĩ. Và nam chính Kuzogane đang cố gắng trở thành một ma đạo hiệp sĩ mạnh nhất. Khi cậu vừa về tới phòng của mình thì thấy một cô gái đang thay đồ bên trong. Cậu hiểu được ý mà cô ấy định nói. Cậu cũng không biện lý do rằng mình không thấy gì cả, vậy nên cậu cũng sẽ cởi ra coi như hai đứa hòa nhau. Sau đó cậu được hiệu trưởng gọi lên phòng để làm việc. Đã nhìn lén là quá đáng lắm rồi mà cậu còn cởi đồ nữa. Đã là đàn ông thì phải tự chịu trách nhiệm mà mình đã làm. Cậu liền xin lỗi Sở Tiên La và cô ấy muốn phạt cậu như thế nào cũng được. Thấy cậu thành tâm như vậy nên cô ấy sẽ phạt nhẹ cho cậu. Chỉ cần thực hiện nghi thức mổ bụng thời xưa là được. Chỉ nhìn thấy đồ lót thôi thì đâu cần phải làm tới mức này. Sở Tiên La tức giận và giải phóng sức mạnh của mình. Hiệu trưởng cũng rời đi để không bị liên lụy. Dám đột nhập vào phòng người khác rồi còn vấy bẩn cơ thể nữa. Cậu liền khen cô ấy xinh quá nên cậu không thể rời mắt được. Sở Tiên La bắt đầu ngại ngùng và không còn giận nữa. Với lại căn phòng lúc sáng là phòng của cậu. Hiệu trưởng cũng quên nói là kể từ bây giờ cả hai sẽ sống chung với nhau. Cậu nhớ là chỉ những ai cùng đẳng cấp mới ở chung với nhau. Cậu có hạng thấp nhất học viện này và ma lực cũng chỉ bằng một phần 10 người bình thường mà thôi. Nói tóm lại cậu là người yếu nhất cái học viện này. Không có ai yếu bằng cậu và cũng chẳng có ai sánh bằng Sở Tiên La. Vậy nên người mạnh nhất và kẻ yếu nhất sẽ sống chung với nhau. Nếu không thích chuyện này thì cứ nghỉ học là được rồi. Sở Tiên La cho cậu 3 điều kiện để sống chung. Cậu không được nói chuyện, không được mở mắt và không được thở luôn. Nếu đáp ứng được 3 điều kiện này, cô ấy sẽ cho cậu ngủ trước cửa phòng. Ít nhất thì cậu cũng muốn được thở, nhưng Sở Tiên La sợ cậu ngửi mùi của cô ấy. Đã là hiệp sĩ thì cả hai cứ dùng sức mạnh mà nói chuyện với nhau. Người thắng sẽ đưa ra quyết định trong căn phòng của mình. Ý tưởng này khá công bằng nên cậu không có ý kiến gì cả. Sở Tiên La còn muốn ra thêm một điều kiện khác nữa. Người thua sẽ phục tùng và nghe theo mọi mệnh lệnh của người chiến thắng. Chiều hôm đó, hiệu trưởng đã chuẩn bị sân đấu cho cậu và Sở Tiên La. Trong lúc thay đồ, cô ấy đã nghe rất nhiều tin đồn về cậu. Chỉ số năng lực của cậu rất thấp nên hầu như không được tham gia vào các trận đấu. Sở Tiên La cũng khuyên cậu nên từ bỏ con đường trở thành ma đạo hiệp sĩ thì tốt hơn. Trận chiến vừa bắt đầu thì Sở Tiên La liền chủ động tấn công. Thanh kiếm của cô ấy có nhiệt độ rất cao nên chỉ cần dính một kiếm là bị thương ngay. Sở Tiên La không ngờ mọi đòn tấn công của mình đều bị cậu hóa giải. Cậu có thể cảm nhận được cô ấy không chỉ có tài năng mà còn có một sự nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên cậu đã có thể học được chiêu thức của cô ấy. Từ xưa cậu không có ai dạy dỗ nên cậu có một chút khả năng sao chép của người khác. Sở Tiên La liền dùng đòn giả để tấn công nhưng không ngờ lại có sơ hở. Cậu ngay lập tức ra đòn quyết định nhưng không ảnh hưởng gì đến cô ấy cả. Lúc đầu Sở Tiên La chỉ dùng kiếm thuật để chứng minh mình không chỉ là thiên tài. Nhưng bây giờ cô ấy công nhận rằng bản thân thắng được trận này đều nhờ vào ma thuật. Bằng sự tôn trọng, cô ấy sẽ đánh bại cậu. Ngay lúc Sở Tiên La dùng kỹ năng mạnh nhất của mình, cậu ngay lập tức giải phóng toàn bộ sức mạnh đến giới hạn. Cậu sẽ dùng kỹ năng mạnh nhất của cậu để đánh bại những gì mạnh nhất trong người cô ấy. Trận chiến đã kết thúc và phần thắng đã thuộc về cậu. Chiều hôm đó, Sở Tiên La cũng đã tỉnh lại. Lâu lắm rồi cô ấy mới có lại cảm giác thất bại. Cậu dùng hết sức mạnh đẩy lên giới hạn nên đang nghỉ ngơi trong phòng. Sở Tiên La không hiểu tại sao một người mạnh như cậu mà lại lưu ban. Tuy nhiên thứ hạng chỉ đánh giá dựa trên sức mạnh Blazer mà thôi. Vậy nên tiêu chuẩn kiếm thuật và kinh nghiệm không nằm trong tiêu chuẩn. Cho dù có chuyện gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ tin vào chính mình và bước lên phía trước. Sở Tiên La cũng nên dành thời gian mà học hỏi từ cậu. Chắc chắn bản thân sẽ có kinh nghiệm ý nghĩa trong cuộc đời. Lúc này Sở Tiên La về phòng và thấy cậu đang nằm ngủ trên giường. Lần đầu thấy lưng con trai nên cô ấy sờ thử xem cảm giác như thế nào. Đột nhiên cậu quay mặt lại làm tay của cô ấy bị kẹt, thấy có 6 múi là ngón tay nào cứ chạm bậy. Đột nhiên cậu tỉnh lại làm Sở Tiên La giật mình đứng dậy và bị dập đầu vào trần giường. Cô ấy xin lỗi vì những lời đã nói trong lúc giao đấu và công nhận chiến thắng của cậu. Nếu đúng là vậy thì cô ấy sẽ là nô lệ của cậu kể từ hôm nay. Không lẽ công chúa của một vương quốc lại không giữ được lời hứa của mình? Đương nhiên là cô ấy sẽ làm được và thậm chí mấy chuyện biến thái cũng được. Tuy nhiên cậu chỉ muốn làm bạn và trở nên thân thiết với cô ấy hơn mà thôi. Sở Tiên La đồng ý vì mệnh lệnh thôi chứ không phải có ý khác gì đâu. Tập 2. Hôm nay cậu cùng với Sở Tiên La luyện tập thể lực. Hầu như ngày nào cậu cũng dành thời gian để chạy bộ mỗi bữa sáng. Cậu có mời Sở Tiên La uống nước nhưng cô ấy hơi ngại vì cậu đã uống rồi. Người ta ngại chứ có nói không muốn uống bao giờ. Hôm nay cậu khá vui vì em gái của mình sẽ nhập học hôm nay. Dù sao cũng đã 4 năm chưa gặp lại rồi. Lúc này lớp có buổi hướng dẫn của cô chủ nhiệm. Người thiếu sinh khí này tên là Yuji. Năm nay toàn trường sẽ tiến hành đấu thực. 6 người chiến thắng trong cuộc thi sẽ là một trong 6 người đại diện đứng đầu. Vậy nên tuần sau cả lớp sẽ tiến hành cuộc thi đấu vòng trường. Mỗi thí sinh sẽ tiến hành 10 trận đấu và mỗi trận sẽ cách nhau 3 ngày. Khoảng thời gian đó cậu có thể dùng được kỹ năng Ito Suza của mình. Đương nhiên những học sinh không hứng thú có thể từ chối tham gia. Sau khi nói xong thì cô ấy xịt máu ngất xỉu tại chỗ.
cứ mỗi lần hứng lên là cô ấy sẽ mất 1 lít máu. Cậu được nhận vào trường này đều nhờ có cô ấy giúp đỡ. Cậu định về lớp cùng với Stella thì có một cô gái xuất hiện ôm lấy cậu. Cô ấy học cùng lớp với cậu tên là Kagami. Cô ấy đã trở thành fan ruột của cậu từ trận đấu giao hữu 2 ngày trước. Cậu định đuổi theo Stella thì một giọng nói quen thuộc cất lên. Một cô gái đứng trong góc chính là em gái của cậu tên là Shizuku. Em ấy cũng khá nổi tiếng vì xếp hạng 2 trong học viện. Đột nhiên Shizuku chủ động tiến lại hôn cậu một cách thấm thiết trước toàn thể học sinh. Đây là xã giao bình thường ở nước ngoài mà thôi. Tuy nhiên đất nước của Stella không có mấy cái trò này. Nước người khác thì kệ người ta. 4 năm xa cách thì có hôn nhau lúc tối lửa tắt đèn cũng là chuyện bình thường. Stella chịu không nổi nên ngăn lại ngay. Anh em cũng huyết thống kiểu gì mà lại hôn nhau một cách thảm thiết. Shizuku bảo rằng người không liên quan thì đừng nên xen vào. Tuy nhiên cậu là chủ nhân còn Stella là nô lệ của cậu. Lúc chiến thắng cậu đã ra lệnh cho cô ấy rồi còn gì. Stella liền tưởng tượng ra một thằng đẹp mã mà cậu chẳng hề biết tới. Shizuku đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm và kích hoạt sức mạnh của mình. Stella cũng không muốn đứng yên nên triệu hồi ra kiếm của mình. Ngay lập tức một trận chiến nảy lửa xảy ra ngay trong học viện. Hành động sử dụng sức mạnh khi chưa được phép đáng lẽ sẽ bị đình chỉ. Vì là lần đầu nên chỉ phạt cả hai dọn vệ sinh một tuần thôi. Chiều hôm đó Shizuku khuyên Stella nên tránh xa cậu. Dù có làm gì đi nữa thì cô ấy cũng không hiểu được nỗi lòng của cậu đâu. Liệu Stella có biết cảm giác khi bị cả gia tộc xem là người không tồn tại hay chưa? Shizuku không nói gì thêm và rời khỏi đó. Lúc này Stella chủ động đợi cậu bên ngoài cổng. Cô ấy muốn biết cậu có bị xem là người không tồn tại hay chưa. Cậu cũng định kể lại rồi nên bây giờ cũng đúng lúc. Ông cậu từng là người dẫn dắt Nhật Bản chiến thắng trong cuộc đại chiến. Đó cũng là người mà cậu đang hướng đến. Gia tộc của cậu luôn đào tạo ra rất nhiều Blazer xuất sắc. Nhưng vì cậu không có tài năng nên luôn bị mọi người xa lánh. Cảm giác bị đối xử như người không tồn tại vậy. Sau một thời gian cậu không chịu đựng nổi nên quyết định rời đi. Không biết từ lúc nào mà thời tiết càng xấu đi và cậu bị lạc đường. Đúng lúc đó một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu. Nếu cảm thấy không can tâm về chuyện mình là người yêu nhất thì phải giữ nỗi hận thù ở trong lòng. Đó chính là bằng chứng cậu không bao giờ từ bỏ bản thân mình. Chỉ là những lời nói nhưng nó đã cứu rỗi được cậu lúc đó. Kể từ hôm đó cậu đã quyết định trở thành một người giống với ông ấy. Nhưng để làm được điều đó thì cậu cần phải luyện tập không ngừng nghỉ. Do không có ai chỉ dạy nên cậu đã luôn học tập một mình và được nhận vào trường này. Gia tộc nghĩ rằng cậu không có năng lực nên đã gây áp lực với học viện. Họ làm như vậy để cậu không thể tốt nghiệp được. Nhưng dù có thứ gì cản trở đi nữa cậu vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tối hôm đó trong lúc tắm thì đột nhiên Stella đi vào. Cô ấy chỉ muốn được kỳ lương cho cậu mà thôi. Đã là người hầu thì cô ấy muốn phục vụ cho cậu. Đột nhiên Stella hỏi cậu có thích con gái ngược bụ hay không. Lúc sáng được Kagami ôm vào tay trông cậu có vẻ vui. Những thứ tốt đẹp như vậy làm sao cậu không thích cho được. Đột nhiên trong lúc kỳ lương cho cậu thì áo tắm của cô ấy bị tuột xuống. Thế là cậu bị Stella đánh không trượt một phát nào. Tập 3. Lúc này cậu cùng với Stella luyện tập chiến đấu với nhau. Lúc sáng cô ấy đã nhận được thông báo về đối thủ của mình. Một người có tên là Momotani học ở lớp 5-3. Cậu định nói thông tin của đối thủ nhưng Stella không cần. Cô ấy muốn luyện tập để sau này có thể đối phó với những đối thủ không quen biết. Không hiểu sao cả hai trái ngược nhau hoàn toàn mà lại hợp với nhau hơn bất kỳ ai. Stella hiểu nhầm sang chuyện khác nên hơi ngại một chút. Trước khi cậu định rời đi thì cô ấy định rủ đi chơi vào ngày thứ 7. Do cứ ngại mãi nên cậu nhận được tin nhắn. Cứ tưởng là đối thủ nhưng không ngờ Shizuku muốn đi hẹn hò với cậu vào ngày mai. Stella không ngờ cậu lại đồng ý ngay và luôn. Với tư cách là người hầu nên cô ấy muốn đi chung với cậu. Mỗi lần Stella và Shizuku gặp nhau thì cứ như lửa với nước. Người đứng bên cạnh là bạn cùng phòng với Shizuku tên là Nagi. Cả hai cứ nói chuyện mờ ám nên Shizuku và Stella hơi nghi ngờ. Nếu mà còn đùa nữa là Shizuku tiễn đi ngay. Sau đó cả bọn cùng nhau đi tới khu trung tâm mua sắm. Stella không ngờ hai anh em mà lại nắm tay nhau một cách thân thiết. Nếu cô ấy thích thì có thể nắm lấy cánh tay còn lại của cậu. Nhưng mà không quen biết nhau mà nắm tay thì chỉ có tình cảm đặc biệt thôi. Stella ngại đỏ cả mặt nên không dám nắm lấy tay cậu. Trong lúc ăn cùng nhau thì đột nhiên cậu tiến lại gần Shizuku. Tuy nhiên trên mặt em ấy có dính một chút kem mà thôi. Cậu hành động đột ngột quá làm em ấy ngại đỏ cả mặt. Stella cũng muốn nên cô ấy tự đắp kem lên mặt của mình. Cái này thì cậu đành đi mượn khăn lau thôi. Trong lúc cậu cùng với Nagi đi vệ sinh thì có khủng bố tấn công. Nhờ có kỹ năng của cậu ta mà cả hai có thể tránh được cuộc xả đạn. Hiện tại khu mua sắm của cậu đang bị khủng bố tấn công. Bọn họ muốn đòi một khoản tiền lớn từ cảnh sát. Nếu vì tiền thì có nhiều cách giải quyết rồi. Tuy nhiên bọn họ muốn khiến con người chìm vào sợ hãi và chi phối bọn họ. Bên phía cảnh sát cần sự hỗ trợ nên cậu có thể sử dụng sức mạnh của mình. Lúc này Shizuku và Stella đều bị bắt làm con tin. Khi thấy bọn họ ăn hiếp trẻ con nên Stella đứng ra ngăn lại. Với ngọn lửa xung quanh mình cô ấy có thể dễ dàng đốt cháy toàn bộ viên đạn. Đúng lúc này thủ lĩnh của bọn họ là Biso xuất hiện. Nếu Stella tiến thêm một bước thì con tin ở bên cạnh sẽ bị giết ngay lập tức. Cô ấy cố gắng tấn công thật nhanh nhưng hắn đã chặn lại được.
ngoài ra còn ra đòn đánh hạ Sở Tiên La. Nhờ sức mạnh của những chiếc nhẫn trên tay nên hắn đã lợi dụng sức mạnh của Sở Tiên La để phản ngược lại cô ấy. Nếu Sở Tiên La muốn con tin sống sót thì cô ấy phải cởi đồ ra và quỳ xuống xin lỗi. Nếu mà làm trái ý của hắn thì toàn bộ con tin sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Cậu định nhảy xuống dưới nhưng đã bị Nagi ngăn lại và không thể cử động được. Khả năng điều khiển ma lực của Shizuku đứng thứ hai học viện nên em ấy có thể làm được gì đó bên dưới. Shizuku ngay lập tức kích hoạt ma thuật và tạo một bức tường xung quanh con tin. Bây giờ không còn người thường nữa nên cậu có thể hành động tự do. Cậu liền kích hoạt Ito Suza và né hết toàn bộ đường đạn. Chỉ cần chém được cánh tay của hắn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ngay lúc hắn định phản ma thuật thì cậu dùng kiếm thuật thứ 7 của mình là Giai Cô chém đứt cánh tay của hắn. Những chuyện mà hắn làm với Sở Tiên La thì như thế này đã độ lượng lắm rồi. Thuộc hạ của hắn cũng bị Sở Tiên La hạ gục toàn bộ. Sau khi xong chuyện, cậu liền lao đến ôm chặt lấy cô ấy. Dù Shiruku và Sở Tiên La như lửa với nước nhưng hành động lúc nãy là hành động đẹp. Đúng lúc này một thuộc hạ của hắn đã trà trộn vào con tin. Cô ta định ép cậu thả thủ lĩnh của bọn họ thì một người khác xuất hiện tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Một thanh niên tên là Kijihaza và có vẻ như quen biết với cậu. Sau khi ra ngoài thì hắn bảo cậu nên xem lại tin nhắn từ nhà trường. Không ngờ Kijihaza lại là đối thủ đầu tiên của cậu trong vòng đấu toàn trường. Năm ngoái hắn là một trong 6 người đại diện của học viện. Tập 4. Hôm nay trận chiến đầu tiên của Sở Tiên La cũng được diễn ra. Đối thủ của cô ấy có Blazer dạng giáp và có biệt danh là xe tăng hạng nặng. Tuy nhiên khi đối mặt với Sở Tiên La hắn đã tự động nhận thua. Lúc này cậu đang xem lại trận chiến của Kijihaza năm trước. Cậu ta thường dùng kỹ năng tàng hình và tấn công đối thủ từ trong bóng tối. Không chỉ bóng mà cả mùi cũng giấu đi một cách hoàn mỹ. Nếu Sở Tiên La đấu với cậu ta thì sẽ thắng dễ dàng thôi. Cô ấy có khả năng tấn công diện rộng nên Kijihaza sẽ không thể chiến đấu được. Nhưng so với năng lực của cậu thì Kijihaza là kẻ tương khắc nhất. Nagi có nghe nói rằng năm ngoái cậu có xung đột với Kijihara. Lúc đó gia tộc đã liên lạc với hiệu trưởng nhằm đuổi học cậu. Kijihaza nghĩ cậu là con mồi ngon nên đã tiếp cận và gây khó dễ. Nếu lúc đó cậu dùng sức mạnh thì cũng đồng nghĩa với việc cậu đã bị lay động. Vậy nên cậu đã chịu đựng và không hề phản kháng lại. Nhờ đó mà cậu không bị nhà trường cấm túc. Không cần biết có phải mất bao nhiêu năm đi nữa, cậu sẽ cho mọi người xung quanh công nhận năng lực của cậu. Sau khi nghe xong thì Nagi nhận ra cậu đã quá quen với sự tổn thương. Cái thứ gọi là mạnh mẽ cũng chỉ là sự nhẫn nhịn mà thôi. Một hành động không ngừng tích lũy áp lực cho bản thân. Hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có người nghe được tiếng lòng của cậu. Trước khi bắt đầu trận đấu thì một cô gái xuất hiện ở phía sau. Cô ấy tên là Saiko và có biệt danh là Công Chúa Dạ Xoa. Cậu còn nghe rằng cô ấy và hiệu trưởng là bạn cũ của nhau. Saiko đang tiếp cận cậu thì hiệu trưởng xuất hiện. Saiko có nhiệm vụ giám sát và bình luận trận đấu mà dám trốn ra ngoài này. Lúc này trận đấu của cậu cũng được diễn ra. Đối thủ của cậu là một hiệp sĩ hạng C và là một tuyển thủ hội thất tinh năm ngoái. Khi trận đấu vừa bắt đầu thì Kijihaza liền tạo ra một khu rừng và dần biến mất vào không khí. Cậu lần theo hướng bắn của mũi tên và cố gắng tiếp cận nhanh nhất có thể. Cậu ta bắt đầu xem thường và sẽ nói trước chỗ bắn với cậu. Lần này cậu không thể thấy hướng bắn và bị thương ngay lập tức. Nếu cứ như thế này thì kế hoạch của cậu sẽ bị đổ vỡ. Dành thời gian để quan sát đối thủ chính là kiếm thuật của cậu. Lúc này cậu đang căng thẳng tới mức những chuyện đơn giản cũng không nghĩ ra được. Những người trong học viện bắt đầu xem thường và cười nhạo cậu. Sở Tiên La ngay lập tức ngăn lại và bảo cậu đứng dậy chiến đấu như lúc cả hai mới gặp được nhau. Cậu tự đấm vào mặt mình một cú thật mạnh để lấy lại sự tập trung. Nếu đã không thể nhìn thấy thì chỉ cần dùng mũi và tai để cảm nhận. Cậu liền dùng Ito Suza để cảm nhận giọng nói, hơi thở và độ vang trong khu rừng. Kijihaza không ngờ đòn bắn của mình lại bị hóa giải. Một khi đã vào tầm nhắm thì cậu sẽ không bao giờ bỏ qua. Blader Sở Tiên là kỹ năng thấu hiểu được kỹ năng của đối thủ. Có nghĩa là Kijihaza đã hoàn toàn bị cậu nắm bắt. Cậu ngay lập tức tiếp cận thật nhanh và ra một đòn thẳng vào chỗ của Kijihaza. Cậu ta đã quá sợ hãi và ngất xỉu ngay tại chỗ. Trận chiến đã kết thúc và chiến thắng đã thuộc về cậu. Cậu cũng đã ngất xỉu vì thể lực đã tới giới hạn. Khi tỉnh lại thì cậu thấy Sở Tiên La ngủ ngay bên cạnh. Cô ấy không ngờ cậu lại không gọi dậy mà còn nhìn cô ấy chảy nước miếng trong lúc ngủ nữa. Cậu liền nghiêm túc và đáp lại lời tỏ tình của cô ấy trên khán đài. Được gặp Sở Tiên La chính là may mắn của cuộc đời cậu. Thật không công bằng nếu chỉ có một mình cậu là bày tỏ thật lòng. Sở Tiên La bảo cậu nhắm mắt lại và cô ấy chủ động tiến lại hôn cậu. Hành động này cũng đồng nghĩa với việc Sở Tiên La cũng có tình cảm với cậu. Tập 5. Kể từ hôm đó cả hai đã là một cặp, nhưng đã 2 tuần trôi qua cậu chả làm gì với cô ấy cả. Sau trận chiến với Kijihaza, cậu đã có lại sự tự tin và thắng được 5 trận liên tiếp. Từ cái biệt danh kẻ đội sổ, cậu đã được gọi bằng người được chọn. Sau đó có nhiều bạn gái tìm cậu để được dạy học. Cậu cũng không giỏi về khoản này nhưng sẽ cố gắng nhiều nhất có thể. Đám con trai thì cảm thấy cậu chướng mắt. Tối hôm đó Sở Tiên La ngại ngùng bảo rằng cả hai đã hẹn hò với nhau được 2 tuần rồi. Cô ấy nghĩ rằng cũng đã đến lúc làm mấy chuyện dành riêng cho tình nhân. Sở Tiên La dù ngại cũng ráng nói hết câu mà cậu lại ngủ mất tiêu. Sáng hôm sau cậu bắt đầu hướng dẫn cho mọi người. Đầu tiên cả bọn cần phải hiểu rõ được sự vận động của cơ bắp.
Dù Kagami không hiểu gì cả nhưng cô ấy vẫn sẽ ghi lại mọi thứ cậu nói. Đúng lúc này đám con trai trong lớp xuất hiện và kiếm chuyện với cậu. Đối với bọn họ thì cậu chỉ cần võ thuật bình thường là có thể hạ gục được rồi. Nếu cứ dùng sức mạnh trong phạm vi nhà trường sẽ bị đình chỉ học. Đột nhiên bọn họ lại quỳ xuống xin lỗi. Bọn họ chỉ cảm thấy ghen tị khi thấy cậu nói chuyện với gái và muốn bản thân trở nên mạnh hơn. Thế là bọn họ cũng muốn được tham gia vào bài huấn luyện của cậu. Chỉ một thời gian ngắn mà có rất nhiều người tham gia. Bọn họ đều là những blazer có tài năng. Nếu có một chút kiến thức về kiếm thuật thì biết đâu suy nghĩ chiến đấu của mọi người sẽ được mở rộng nhiều hơn. Sở Tia La định hỏi cậu có khát nước hay không thì Shizuku mang tới luôn. Khi biết Sở Tia La đang cầm chai nước thì Shizuku liền càng khịa. Thế là cô ấy phải một mình uống hết cả hai chai. Ngoài ra Shizuku cũng muốn cậu dạy kiếm thuật. Em ấy không muốn học với những người mà đã đuổi cậu ra khỏi gia tộc. Sở Tia La cũng đòi học chung khiến cậu hơi ngạc nhiên. Thái độ không quyết đoán của cậu làm cô ấy dỗi luôn. Sở Tia La định về phòng thì chạm mặt với Nagi. Cậu ta mới mượn một tựa game hay từ chỗ Kagami. Sở Tia La chơi thử thì cảm thấy nó khá thú vị. Giá mà cô ấy cũng được làm những chuyện như thế này với cậu thì tuyệt vời biết mấy. Sở Tia La đang tưởng tượng thì đột nhiên cậu đi vào làm cô ấy giật cả mình. Ngày mai cậu có đến hồ bơi cùng với Shizuku và mọi người. Vậy nên cậu về đây để hỏi xem Sở Tia La có muốn đi chung hay không. Cậu có chịu dạy cho cô ấy đâu thì cần gì phải đi. Chuyện đó thì cậu sẽ giải thích rõ ràng lại với cô ấy. Từ lâu Sở Tia La đã vượt qua phạm vi mà cậu có thể dạy. Về cơ bản kiếm thuật giữa cậu và cô ấy khác nhau. Kiếm thuật của cậu là tiểu xảo còn của Sở Tia La thiên về sức mạnh. Nếu cậu dạy thì kiếm thuật của cô ấy sẽ trở nên xấu đi. Cậu muốn Sở Tia La luôn là sự tồn tại vượt xa sự tưởng tượng của cậu. Kagami cảm nhận được một chuyện thú vị trong chuyến đi này. Lúc này cả bọn cũng tới được hồ bơi. Quyết định đi theo cậu là một quyết định sáng suốt của bọn con trai. Sở Tia La ở đằng xa cũng luyện tập theo thử cách dạy của cậu. Đột nhiên Kagami hỏi cô ấy tiến xa với cậu tới mức nào rồi. Xém tí nữa là Sở Tia La sặc nước tới chết luôn. Sở Tia La vẫn chưa công khai nên bảo rằng làm gì có chuyện hẹn hò. Kagami định đi tỏ tình với cậu thì cô ấy tuyên bố rằng cậu là người yêu của mình. Kagami không ngờ cả hai đã hẹn hò còn ngủ chung phòng mà đến việc hôn cũng chưa làm. Dù Sở Tia La không đòi hỏi gì nhiều nhưng ít nhất cũng phải cư xử như người yêu của nhau. Kagami bảo Sở Tia La nên chủ động nhiều hơn. Tuy nhiên cô ấy sợ cậu nghĩ mình là một cô gái hư hỏng. Lúc này cậu được Kagami gọi lại chỗ của Sở Tia La. Trùng hợp thay cậu có chuyện muốn nói về mối quan hệ giữa cả hai. Suốt 2 tuần qua cả hai chưa làm gì giống như một cặp cả. Sở Tia La cảm thấy buồn vì sắp bị cậu bỏ rơi. Sở Tia La chẳng thèm nghe gì cả và vội kết luận rằng cậu không còn yêu cô ấy nữa. Sở Tia La có thể hiểu được thông qua thái độ lúc nãy của cậu. Một đứa con gái mình yêu vừa đẹp vừa quyến rũ thì làm sao cậu bỏ qua được. Nếu cứ tỏ ra thích thú thì cô ấy xem cậu là thằng biến thái thì sao? Kết quả là sợ bị xem là người hư hỏng nên cả hai cứ giữ khoảng cách. Làm gì có chuyện một thằng con trai lại ghét con gái hư hỏng. Thế là cả hai đã trao cho nhau nụ hôn đầu ngay tại đó. Trên đường về cậu và Sở Tia La đều nhận được thông báo đối thủ tiếp theo. Có vẻ như bọn họ đều là thành viên của hội học sinh. Tập 6. Hôm nay trận chiến giữa cậu và một thành viên trong hội học sinh cũng được diễn ra. Tomazu đã dùng tuyệt kỹ của mình để nâng tốc độ vượt qua cả âm thanh. Đối thủ của Sở Tia La thì dùng đao để gia tăng sức nặng của mình. Về phía cậu thì chỉ cần tập trung là có thể cảm nhận được vị trí. Bên phía Sở Tia La thì chỉ có sức mạnh tuyệt đối là chống đỡ nổi mà thôi. Cậu và Sở Tia La đều chiến thắng được hội học sinh một cách áp đảo. Sau trận chiến, Shizuku ngay lập tức đi theo cậu. Nếu còn thấy mệt thì sang phòng để em ấy chăm sóc. Không lẽ cậu định đối xử lạnh nhạt với em gái luôn kính trọng mình hay sao? Cậu và Nagi đã nhận ra mình đã bị theo dõi từ nãy tới giờ. Không lẽ cậu bị nhỏ đằng sau gốc cây bám đuôi? Cả bọn vừa đi lại thì cô ấy sợ hãi ngã xuống hồ nước luôn. Cô ấy là học sinh năm 3 tên là Azase. Cứ mỗi lần chạm mặt với con trai là cô ấy lại xấu hổ. Cậu thắc mắc Azase có quen biết gì với Kaito hay không vì có họ giống nhau. Không ngờ người đó lại là cha của cô ấy. Kaito là một kiếm sĩ thiên tài được mệnh danh là Samurai cuối cùng. Ông ấy đã giành chiến thắng ở tất cả trận đấu và nắm trong tay vinh dự của giới kiếm sĩ. Vì không phải là Blazer nên không nhiều người biết tới ông ấy. Dạo gần đây cậu không nghe tin tức về Kaito nên không biết như thế nào. Ông ấy đã gặp vài sự cố trong trận đấu và đang nằm trong bệnh viện. Chuyện đó không liên quan tới việc Azase đã bám đuôi theo cậu. Chắc chắn cô ấy đã dùng ánh mắt dâm dục nhìn cậu không chớp mắt rồi. Azase chỉ muốn được cậu dạy một chút về kiếm thuật mà thôi. Trước giờ cô ấy chỉ học một mình nên gần đây gặp một chút vấn đề. Vì không dám đối mặt với con trai nên Azase đã luôn tìm cách để tiếp cận cậu. Ngày hôm sau cậu bắt đầu luyện tập kiếm thuật cùng với Azase. Cơ bản về kiếm thuật của cô ấy rất vững, tư thế cũng không hề sai và đẳng cấp rất cao. Tuy nhiên Azase đã luôn nghĩ mình không đuổi theo kịp Kaito. Việc bắt chước cha mình đã cản trở sự phát triển của cô ấy. Về cơ bản giới tính của cả hai là khác nhau. Nếu càng bắt chước thì khoảng cách sẽ càng ngày rõ rệt. Cậu bảo Azase thủ thế và cậu bắt đầu chỉnh lại tư thế của cô ấy. Cậu biết là hơi xấu hổ nhưng Azase phải cố gắng chịu đựng. Cảnh tượng khiến cho Sở Tia La và Shizuku cũng phải cảm thấy ghen tị.
Sau khi điều chỉnh tư thế thì kiếm thuật của cô ấy đã tốt hơn nhiều. Cậu cũng xin lỗi cô ấy vì lúc nãy đã sờ soạng hơi nhiều. Arase mới là người cảm ơn và cánh tay của cậu khá là to luôn. Cô ấy rất thích những người luôn chăm chỉ luyện tập. Thấy Stella và Shizuku giận nên cô ấy giải thích lại ngay. Shizuku không quan trọng ai là người tiếp cận cậu. Chỉ cần người đó không phản bội và làm cậu tổn thương thì Shizuku sẽ chúc phúc cho họ. Tối hôm đó, Stella hỏi cảm giác của cậu như thế nào khi chạm vào cơ thể của Arase. Cô ấy biết cậu chỉ đang dạy kiếm thuật thôi nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Cậu bảo Stella cứ yên tâm vì người cậu yêu nhất chỉ có cô ấy mà thôi. Ngày hôm sau cậu cùng với Arase ra ngoài ăn tối. Cùng lúc đó có 4 thanh niên đi lại kiếm chuyện. Tên thủ lĩnh nhận ra cậu là một kiếm sĩ nên đi lại đánh cậu. Dù hắn có khiêu khích như thế nào đi nữa cậu vẫn chịu đựng và không muốn động tay. Cậu không muốn sử dụng sức mạnh ở nơi này. Nếu không bình tĩnh mà đánh nhau thì sẽ bị đổi học. Cậu nhận ra tên cầm đầu lúc nãy thật sự rất mạnh. Một thanh niên xuất hiện và bảo rằng phán đoán của cậu rất chuẩn. Thanh niên lúc nãy là át chủ bài của trường Donzo với biệt danh là sát kiếm sĩ. Dù sao Kujado cũng là hạng 8 của lễ hội thất tinh năm ngoái. Hai người trước mặt cậu là phó hội trưởng Misogi và thư ký Kanata của trường Hagun. Tối hôm đó cậu nhận được thông báo đối thủ tiếp theo của mình. Không ngờ đối thủ của cậu lại chính là Arase. Nếu mục đích của Arase là giành chiến thắng hội thất tinh thì không thể thua được. Tuy nhiên đối thủ là cậu thì cô ấy không có cửa thắng. Chắc chắn Arase sẽ hành động trước trận đấu. Arase đã nhắn địa điểm để nói chuyện riêng với cậu. Cậu nghĩ rằng cô ấy không phải loại người chơi xấu nên cậu sẽ tới gặp mặt. Tập 7. Lúc này cậu cũng đến điểm hẹn để gặp Arase. Cô ấy có nghe rằng cậu và Stella đã hẹn gặp nhau ở vòng chung kết. Arase muốn biết nếu cậu gặp người mạnh hơn mình thì sẽ làm gì. Dù không thể chiến thắng nhưng cậu vẫn sẽ dốc hết sức để chiến đấu. Riêng Arase thì không nghĩ vậy. Cô ấy sẽ dùng mọi thủ đoạn để giành được chiến thắng. Đột nhiên Arase phá hủy hàng rào và ngã xuống bên dưới. Cậu ngay lập tức dùng Ito Suza để nhảy xuống đỡ lấy cô ấy. Thật ra Arase đã lên kế hoạch để cậu dùng tuyệt kỹ của mình. Kỹ năng đó cần phải cách một ngày để sử dụng lại được. Vậy nên trận đấu ngày mai cậu không thể sử dụng được nữa. Cô ấy đã bảo sẽ dùng mọi thủ đoạn để giành được chiến thắng. Lúc này Stella đang nằm mơ thấy cậu làm gì đó bậy bạ với cô ấy. Đột nhiên cảm thấy nặng nên mở mắt ra và thấy cậu nằm lên người. Không lẽ đây là tuyệt kỹ được kích nửa đêm trong truyền thuyết? Khi tỉnh lại cậu đã thấy mình nằm ở trong phòng y tế. Vẫn còn 4 tiếng trước khi trận đấu diễn ra nên cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái. Đúng lúc này hiệu trưởng gọi cậu lên phòng để nói chuyện. Căn nhà bị phá hủy đêm qua liệu có phải cậu làm hay không? Lý do cậu không thể nói được nhưng cậu sẽ chịu trách nhiệm. Ngoài ra cậu muốn hỏi thông tin về Arase từ hiệu trưởng. 2 năm trước cha của Arase đã không thể cầm kiếm được nữa. Ông ấy đã thua trong trận quyết đấu khi võ đường bị gây rối. Đối thủ chính là kẻ sát kiếm sĩ Kujado. Theo như lời hẹn quyết đấu thì võ đường đều thuộc về cậu ta. Về phía Kaito thì ông ấy vẫn chưa thể hồi phục lại ý thức. Arase đang cố gắng làm mọi thứ để được tham gia vào lễ hội thất tinh. Nếu tới được đó thì cô ấy sẽ được đấu với Kujado. Trận chiến này cậu sẽ dốc toàn lực để đấu với cô ấy. Nếu không thì quá thất lễ với Arase rồi. Cậu muốn Stella đi với cậu một lát trước khi trận đấu bắt đầu. Lúc này trận đấu của cậu cũng được diễn ra. Thông tin về Blazer của cô ấy rất ít người biết. Hầu như từ trước tới giờ Arase giành chiến thắng đều nhờ vào kiếm thuật của mình. Cậu ngay lập tức tiếp cận thì đột nhiên cơ thể lại bị thương. Mỗi lần Arase chạm vào thanh kiếm thì cậu sẽ bị thương. Có thể đó chính là kỹ năng của cô ấy chưa dùng tới. Arase đã tới đây trước trận đấu để đặt vết chém không gian. Chỉ cần kích hoạt luồng gió sẽ cuộn lại và tạo ra những cơn gió sắc bén. Hành động đặt bẫy trước trận đấu có thể xem là trái với quy tắc. Lúc này Arase không ngờ cậu lại tránh được vết cắt không gian của mình. Cô ấy ngay lập tức tấn công nhưng không ngờ cậu chặn lại được. Cậu đã biết trước Arase sẽ phạm luật. Tuy nhiên cậu muốn Kozuji giữ im lặng và để trận đấu tiếp tục. Cậu biết rõ chỉ cần thua một trận thôi là không thể làm đại diện cho hội thất tinh. Cậu muốn đặt tin tưởng và tìm ra mục đích thật sự của Arase. Bây giờ cậu sẽ dùng mọi thứ mạnh nhất của mình để tìm lại niềm kiêu hãnh của cô ấy. Cậu ngay lập tức dùng tầm nhìn tuyệt đối để né toàn bộ và tiếp cận Arase. Trước khi cô ấy phản công, cậu đã dùng tới tuyệt kỹ thứ tư Shinkizo. Trước khi kết thúc, cậu đã biến Blazer của mình thành dạng ảo ảnh để cô ấy không bị thương. Dù có bị đẩy tới chân tường thì thứ luôn theo chúng ta chính là niềm kiêu hãnh. Nếu không có niềm kiêu hãnh thì tâm hồn của cô ấy có đang ở trong trận chiến này không? Dù Arase đã mất phương hướng nhưng cô ấy không bao giờ vứt bỏ kiếm thuật của cha mình. Cậu muốn giúp Arase giành lại những gì thuộc về cô ấy. Bạn bè giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường mà thôi. Tập 8. Hôm nay Arase dẫn cậu cùng với Stella về ngôi nhà của mình. Quả nhiên Kujado và thuộc hạ của cậu ta đều ở đây. Cậu đến đây là để quyết đấu và giành lại võ đường cho Arase. Kujado ngay lập tức triệu hồi Blazer để đấu với cậu một trận. Thanh kiếm của hắn có thể đổi tùy ý và chiến đấu ở mọi khoảng cách. Cậu dùng tầm nhìn tuyệt đối để tránh đòn tấn công và tiếp cận. Dù vậy hắn vẫn có thể tránh đòn tấn công của cậu. Ngay lúc cậu định đỡ thì vũ khí của Kujado lại thay đổi và gây được sát thương với cậu. Sau khi giao đấu, cậu cũng nhận ra lý do hắn đánh bại được Samurai cuối cùng.
nền tảng cho sức mạnh của Cujado chính là tốc độ phản xạ. Trước khi cậu ra được một đòn thì hắn có thể ra tới 2 đến 3 đòn khác nhau. Với tốc độ đó, Cujado có thể né được đòn tấn công và đổi đường kiếm ngay lập tức. Từ trước đến giờ chỉ có một mình cậu là phát hiện được kỹ năng của hắn. Nhưng dù có biết thì cậu làm sao có thể tránh được, Cujado liền tăng tốc độ tấn công của mình lên gấp đôi. Trong lúc đỡ đòn tấn công thì cậu lỡ vấp vào nền nhà và bị dính đòn từ hắn. Đây cũng chính là đẳng cấp của thành viên thuộc cấp quốc gia. Azase cảm thấy trận chiến này giống hệt như cha mình năm xưa. Cô ấy định dừng trận đấu thì Stella ngăn lại. Nếu hành động như vậy thì Azase không thể lấy lại được võ đường. Stella cũng muốn ngăn lắm nhưng trông cậu vui như vậy thì làm sao ngăn lại được. Trong đầu cậu lúc này chỉ muốn chiến đấu và đánh bại người mạnh hơn mình mà thôi. Liệu Samurai cuối cùng có thực sự gục ngã một cách nhục nhã hay không? Một người có tiếng tăm lừng lẫy với biệt danh Samurai cuối cùng mà chỉ sống qua những ngày chỉ bằng lời nói suông. Liệu ông ấy có thật sự hạnh phúc với những điều đó? Mặc dù những gì Cujado làm rất hung hăng và man dợ, nhưng đối với một người chỉ biết sống qua ngày chờ chết lại tìm được người muốn đối đầu, có khi đó lại là điều hạnh phúc nhất đối với một kiếm sĩ. Lúc đó ông ấy đã chiến đấu bằng tất cả lòng kiêu hãnh của mình. Lúc này cả bọn cũng tìm ra được điểm yếu của Cujado, vì phải di chuyển nhiều hơn với tốc độ phản xạ thì thể lực của hắn xuống dốc rất nhanh. Lâu lắm rồi cậu mới tìm được đối thủ mạnh nên không thể để trận đấu dừng nhanh như vậy được. Ngay lúc này với những gì mạnh nhất trong cậu sẽ giành lại 2 năm của Azase và cha của cô ấy. Cả hai bắt đầu nghiêm túc và dùng tới tuyệt kỹ của mình. Lúc này cậu không hề tránh và tiến thẳng vào chỗ của Cujado. Hắn nhận ra đòn đánh của cậu giống hệt như trận chiến với Samurai cuối cùng. Cậu hóa giải toàn bộ đòn tấn công trước mặt và chém một kiếm vào Cujado. Kỹ năng mà cậu dùng chính là bí kỹ của Samurai cuối cùng. Lúc luyện tập cùng với Azase, cậu đã dùng kỹ năng của mình để học lén từ cô ấy. Trận chiến này cậu đã chiến thắng và võ đường đã thuộc về cậu. Trận chiến hôm nay cậu thắng đều nhờ Azase nhớ được đường kiếm của Kaito đến từng cử chỉ. Vậy nên không có ai hiểu được Samurai cuối cùng bằng cô ấy cả. Azase xứng đáng là người thừa kế của Samurai cuối cùng. Sau đó Azase đã thú nhận mình gian lận với nhà trường. Cô ấy bị loại khỏi vòng đấu và bị đình chỉ học 10 ngày. Đúng lúc này cậu nhận được tin nhắn từ Azase. Cha của cô ấy đã có ý thức trở lại và đã tỉnh lại. Cả hai vừa nắm tay nhau thì Shiruku và Nagi xuất hiện từ phía sau. Cuối cùng cả tập phim cũng có cảnh để nhân vật phụ như hai người họ xuất hiện. Tập 9. Hôm nay cậu cùng với Stella đi dã ngoại. Sau nhiều trận chiến diễn ra, hiệu trưởng đã sắp xếp chuyến du lịch này cho cậu và Stella. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai đi chơi riêng với nhau. Kể từ lúc Shizuku không thể ngăn cản cậu đi chơi với Stella dâm đảng thì niềm vui của cô ấy biến mất luôn. Đột nhiên có ai đó nhắc tới mình nên Stella cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu định cho Stella mượn áo của mình thì cô ấy hơi ngại vì hành động như vậy giống như người yêu. Cơ mà cả hai đã hẹn hò với nhau rồi còn gì. Stella định hôn cậu thì hội học sinh xuất hiện. Sau đó cả hai bên bắt đầu chiến đấu với nhau bằng cầu lông. Cuối cùng cũng có người chịu chơi với nhỏ châu bò kia. Có vẻ như cậu vẫn chưa biết mục đích khi tới đây. Một tháng sau tuyển thủ đại biểu cho kiếm hộ thất tinh sẽ tới đây luyện tập. Vậy nên cả bọn phải dọn dẹp lại ký túc xá này thật sạch sẽ. Chỉ có 4 người họ nên họ đã nhờ hiệu trưởng gọi thêm người đến giúp đỡ. Vậy nên cậu và Sở Tia La mới được hiệu trưởng sắp xếp tới đây. Ngoài ra hội trưởng của bọn họ là Toka cũng muốn gặp cậu và Sở Tia La. Sau khi dọn dẹp xong thì cô ấy muốn đi ngắm thác nước cùng với cậu. Trai gái đi một mình trong rừng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đi được một đoạn thì cậu nhận ra Sở Tia La có vẻ mệt. Hôm nay cô ấy chỉ ăn có 2 chén thôi chứ bình thường là 7 chén. Nếu cảm thấy không ổn thì cả hai có thể quay trở lại ký túc xá. Hiếm khi cả hai đi chơi riêng thế này thì làm sao cô ấy đi về được. Đi được một lúc thì cơ thể của Sở Tia La càng ngày càng mệt. Không lẽ cả hai đã hôn nhau nên cô ấy mới có con. Cậu định đưa Sở Tia La về ký túc xá thì cơn mưa kéo đến. Cũng may là cậu có thể tìm được một căn nhà nhỏ ở trên núi. Cậu kiểm tra thử thì cô ấy đã sốt rất cao. Tốt nhất là Sở Tia La nên cởi bớt đồ ướt ra. Cứ để như thế này thì thân nhiệt của cô ấy sẽ càng thấp. Nếu mà cảm thấy ngại thì cả hai có thể cởi chung với nhau. Cậu hành động như vậy làm Sở Tia La nhớ cái ngày lần đầu cả hai gặp nhau. Lần đó đã bị cậu nhìn rồi nên lần này cũng không sao. Thấy cô ấy cởi đồ quá khó khăn nên cậu mở lời giúp đỡ. Nếu cứ ngại ngùng mãi thì Sở Tia La cũng sẽ ngại theo. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và làm nhanh nhất có thể. Đột nhiên Sở Tia La cảm thấy khó thở nên muốn cởi hết toàn bộ đồ bị ướt xuống. Phải mất một lúc cậu mới có thể tìm được nút gài và gỡ nó ra. Sở Tia La thấy cậu trông rất mệt bởi vì phía dưới của cậu to như thế mà. Đây là thứ mà đàn ông dùng tâm trí cũng không điều khiển được nên cô ấy phải thông cảm. Nếu là cậu thì Sở Tia La không hề ghét gì cả. Im lặng một lúc thì đột nhiên cô ấy hỏi cậu có muốn làm hay không. Riêng vấn đề này thì cậu chưa thể trả lời được. Cậu muốn được tự hào mà nói với mọi người rằng cậu yêu cô ấy. Nếu bây giờ cậu và Sở Tia La vượt qua giới hạn thì cậu không thể ngẩng cao đầu với gia đình cô ấy được. Sáng hôm sau chỗ của cậu lại xuất hiện một con người đá khổng lồ. Cậu ngay lập tức dùng Ito Suza chạy vào bên trong để đưa cô ấy ra ngoài. Dù đã dùng tuyệt kỹ hạ gục nhưng chúng vẫn xuất hiện. Ngay lúc Sở Tia La bị tấn công thì phía hội học sinh cũng xuất hiện.
Vẫn may là bọn họ đã xuất hiện kịp lúc. Lũ người đá này chắc chắn có người đứng ở phía sau điều khiển. Đúng lúc này, hội trưởng hội học sinh Toka xuất hiện. Chỉ với một kiếm, cô ấy đã có thể hạ gục toàn bộ và cắt đứt ma thuật của người điều khiển. Thậm chí người dùng ma thuật cũng bị tia sét của Toka phản đòn. Cô ấy là một trong bốn người mạnh nhất trong kiếm hội thất tinh năm ngoái, kỵ sĩ mạnh nhất và là hội trưởng hội học sinh của học viện Hagun. Tập 10. Với tiểu sử là con gái của gia tộc Kuzohane, Shiruku vừa sinh ra đã có tài năng của một Blazer. Dù em ấy có yêu cầu như thế nào cũng được chấp nhận. Trước sức mạnh đó, người lớn và trẻ em đều quên đi sự công bằng. Shiruku cảm thấy ghê tởm sinh vật mang tên loài người và càng ghê tởm hơn khi bản thân lại thuộc giống loài đó. Và rồi cậu đã xuất hiện và bảo rằng em ấy đã sai, không có sức mạnh nào có thể khuất phục được cậu. Kể từ đó, Shiruku quyết định sẽ đi theo cậu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tuy nhiên, em ấy không hề biết tới gánh nặng và sự cô đơn mà cậu đang chịu đựng. Theo như thông tin thì ngày mai Shiruku sẽ chiến đấu với hội trưởng hội học sinh Toka. Shiruku thuộc hệ nước nên sẽ bất lợi trước thuộc tính lôi của hội trưởng. Tuy nhiên, năng lực kiểm soát ma lực của Shiruku rất tốt. Em ấy có thể tạo ra nước cất với tỷ lệ dẫn điện là 0%. Dù vậy, đây là trận chiến một đấu một. Cậu mong rằng Shiruku sẽ thắng nhưng bình an là cậu mãn nguyện rồi. Shiruku sẽ cố gắng mạnh hơn để có thể được cậu công nhận. Cậu đã bị cả gia tộc ruồng bỏ đến mức phải rời khỏi nhà. Ẩn sau nụ cười đó là hiện thực nặng nề và gian nan hơn bao giờ hết. Nếu không một ai dành một tình yêu nào cho cậu thì Shiruku sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Mục tiêu của cậu là đứng đầu kiếm hội thất tinh. Muốn đạt tới mức đó thì Shiruku cần trở nên mạnh mẽ như Sở Tia La. Hôm nay trận chiến giữa Shiruku và hội trưởng Toka cũng được diễn ra. Shiruku nhận ra khoảng cách rất lớn nhưng không có nghĩa là em ấy sẽ từ bỏ. Hôm nay Shiruku sẽ vượt qua giới hạn của bản thân để được cậu công nhận. Trận đấu đã bắt đầu nhưng cả hai vẫn đứng yên để quan sát lẫn nhau. Shiruku có vẻ không muốn chủ động vì Toka sở hữu kiếm thật rất mạnh ở cự ly gần. Tuyệt kỹ đó vô cùng mạnh như cái tên của nó. Mỗi khi hội trưởng dùng tới Jai Kiji đều giành được chiến thắng. Sở Tia La nghe rằng năm ngoái Toka đã thua một đối thủ. Người đó luôn giữ khoảng cách khỏi phạm vi của Jai Kiji. Có thể nói người đứng đầu năm ngoái cũng sợ kỹ năng Jai Kiri của hội trưởng. Chỉ cần bước vào phạm vi thì bất cứ ai cũng bị hạ gục một cách nhanh chóng. Shiruku có thể nhận ra điều đó nên sẽ không chủ động tấn công. Shiruku ngay lập tức tạo ra một sân đấu băng và liên tục giữ khoảng cách an toàn. Toka thì nhận ra ưu thế của mình nên liên tục tấn công bằng ma thuật lôi điện. Điều đó sẽ khiến cho Shiruku phải liên tục tạo ra nước tinh khiết chặn lại. Càng kéo dài thì ma thuật của Shiruku sẽ không thể theo kịp ma thuật lôi điện của Toka. Shiruku liền giữ chân của Toka và sử dụng một đòn tấn công ma thuật thẳng vào chỗ của cô ấy. Trong tình thế khó khăn mà em ấy đã có thể phát động ba loại ma thuật riêng biệt cùng lúc. Dù vậy, đòn tấn công của Shiruku vẫn bị hội trưởng phá hủy. Shiruku cũng không ngờ khả năng khống chế ma lực của mình vẫn bị Toka nhìn thấu. Nhìn vào trận chiến thì cả hai có vẻ như đang ngang tài với nhau nhưng cũng chỉ ở cự ly dài mà thôi. Đột nhiên Toka dịch chuyển lại gần khiến Shiruku phải bất ngờ né tránh. Nếu phản ứng chậm thêm một chút có lẽ em ấy đã bị hạ gục. Ngay đòn tiếp theo Shiruku đã kịp lúc sử dụng phân thân nước của mình. Tuy nhiên đòn tấn công của Toka khá nhanh nên em ấy vẫn bị dính đòn. Trên kháng đài thì Toka di chuyển như bình thường nhưng Shiruku thì không nhận ra điều đó. Thật ra lúc trước cậu cũng từng gặp tình huống như thế này. Chiêu mà hội trưởng đang dùng chính là thuật thể của Saiko. Đó là kỹ thuật kết hợp hơi thở và bước đi của mình. Rõ ràng tận mắt đang nhìn thấy nhưng trong tâm thức của Shiruku thì đó là những thông tin không cần thiết. Đến khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thì mới phát hiện được. Tình hình của em ấy lúc này rất khó có thể hóa giải được chiêu thức của Toka. Sở Tia La không biết phải làm gì ngoài cổ vũ cho Shiruku để thể hiện tình cảm của mình đối với cậu. Shiruku sẽ không bỏ cuộc tại đây và buộc phải giành được chiến thắng. Shiruku bắt đầu đối chiến với Toka và tìm cách phá giải phạm vi bất cả xâm phạm của cô ấy. Em ấy liền tạo ra một kết giới sương mù và liên tục tấn công bằng ma thuật. Ngay lúc Toka ngừng di chuyển thì em ấy ra đòn quyết định. Tuy nhiên ngay khoảng khắc cuối cùng Toka đã dùng tới Jai Kiji, sương mù bị tan biến và Shiruku đã bị hạ gục. Chiến thắng đã thuộc về hội trưởng hội học sinh Toka. Lúc cuối em ấy đã dùng một tuyệt chiêu để giành chiến thắng. Tuy nhiên Toka đã trực tiếp xé tan đòn tấn công đó của Shiruku. Sau khi tỉnh lại thì em ấy muốn ở một mình để nghỉ ngơi. Nagi không phải là người mà Shiruku yêu quý và muốn bảo vệ. Vậy nên bây giờ em ấy không cần phải tỏ ra cứng rắn để làm gì. Tập 11. Hôm nay hiệu trưởng gọi cậu lên phòng để nói chuyện. Đầu tiên là chúc mừng chiến thắng trận thứ 14 của cậu và muốn nhờ cậu một chuyện. Dạo gần đây Akaza thuộc chi nhánh Liên minh Nhật Bản đang lảng vảng xung quanh trường. Akaza là thuộc hạ của cha cậu và có vẻ như ông ta đang tự ý hành động. Từ xưa Akaza đã xem cậu là cái gai trong mắt rồi. Nếu có vấn đề gì liên quan đến học sinh thì cô ấy sẽ ra tay bảo vệ. Một lát sau cậu được hội học sinh gọi lên để gặp mặt. Vừa bước vào thì thấy hội trưởng bị ngã và bị lộ hàng. Sở Tiên La cũng nhắc nhở cô ấy nên sửa lại váy trước khi cậu không chịu nổi. Một hội trưởng khác xa với hình tượng của Sở Tiên La. Hội phó và hội trưởng đều lớn lên ở nơi giống hệt thế này nên thường xuyên ghé thăm trẻ em. Mục đích hội học sinh gọi cậu và Sở Tiên La đến đây là để chơi với bọn nhóc.
Trong trận chiến, cậu đã nhận ra một chuyện, tuyệt kỹ của Toka sẽ tỷ lệ thuận với thị lực của cô ấy. Lúc đó Toka đã cởi kính nên có thể xem Shizuku là một đối thủ mạnh. Cậu không hiểu sao bản thân lại không thể rời mắt khỏi Toka. Có thể thứ cậu đang nhìn chính là cội nguồn sức mạnh của cô ấy. Lúc còn ở cô nhi viện cũng có vài đứa trẻ đã trải qua quá khứ phức tạp, trong đó có một đứa suýt bị cha mẹ giết chết. Dù đứa trẻ đó có mất kiểm soát và bạo lực nhưng Toka vẫn không bao giờ từ bỏ đứa trẻ đó. Nhờ có cô ấy nên đứa trẻ mới có lại tình cảm của con người. Dù sinh ra không được tốt như mọi người nhưng Toka vẫn muốn mang lại niềm vui cho người khác. Bằng chứng chính là sức mạnh của Zaikiji. Một sức mạnh vì mọi người chứ không phải vì bản thân mình. Nếu vậy thì sức mạnh của cậu là cái gì mới được? Chiều hôm đó mọi người chạy đến tìm cậu. Một bài báo về tình yêu trái cấm giữa cậu và Stella. Dù sao cô ấy cũng là công chúa nên phóng viên chờ ở bên ngoài rất nhiều. Đã thế còn nhấn mạnh rằng cậu yếu nhất học viện và khiến cho liên minh gặp nhiều rắc rối. Đúng lúc này một người đàn ông tên là Akaza xuất hiện. Ông ta là thuộc hạ của cha cậu. Bọn họ muốn làm một cuộc phỏng vấn và muốn cậu đi cùng. Sau đó cậu bị tạm giam tại một nơi bí ẩn thuộc nội thành. Bọn họ dùng mọi cách để cậu thừa nhận mối quan hệ cấm kỵ với Stella. Chắc chắn tên giả đó sẽ dùng mọi thủ đoạn để tước đi danh hiệu hiệp sĩ của cậu. Đã 8 ngày trôi qua kể từ khi cậu bị giam ở trong nội thành. Suốt thời gian đó cậu đã chiến đấu và giành chiến thắng được 16 trận. Kozuri giả vờ mình bị chảy máu để bò một thứ gì đó vào trong túi của cậu. Bên trong mảnh giấy đó chính là sợi tóc của Stella. Khi nhìn thấy nó, cậu đã có lại động lực và tiếp tục tiến về phía trước. Cùng lúc đó hiệu trưởng đã nhúng tay vào và cho cậu gặp cha của mình. Ông ấy không ngờ cậu có thể chiến thắng được 16 trận liên tiếp. Nếu cậu nghĩ rằng cha mình không công nhận cậu vì sự yếu đuối của mình thì cậu nhầm to rồi. Ông ấy luôn công nhận sự hiện diện của cậu. Nhưng mà chỉ dạy một người tầm thường như cậu thì chỉ phí công vô ích. Nếu những kẻ chẳng làm được gì như cậu mà động tay động chân thì lũ bất tài sẽ tự tin thái quá. Có nghĩa là ông ấy không hề ghét cậu mà chỉ là chẳng có hy vọng gì ở cậu mà thôi. Cậu và người đàn ông này ngay lúc đầu đã tuyệt giao rồi. Từ xưa đến giờ cậu chỉ muốn được cha mình công nhận bản thân không hề yếu đuối. Cái mục đích rất tầm thường và bây giờ nó đã tan biến. Sau khi có quyết định thì bọn họ đã ra điều kiện. Nếu cậu có thể thắng được Toka thì họ sẽ không tra cứu chuyện này nữa. Nhưng nếu cậu thua thì nên từ bỏ con đường trở thành ma đạo hiệp sĩ. Trận đấu của cậu sẽ được diễn ra vào 11 giờ trưa ngày mai. Tập cuối, bên phía Toka đã biết được mục đích của liên minh nhưng cô ấy vẫn đành chấp nhận thôi. Dù cậu không được khỏe nhưng chắc chắn vẫn sẽ đến. Toka nhất định sẽ dùng toàn lực để đấu với cậu một trận. Lúc này cậu giống như một chiếc vỏ rỗng trong nhà giam. Trận đấu cũng sắp diễn ra nhưng cậu vẫn chưa đến. Nếu cậu không tới trong vòng nửa tiếng nữa thì chiến thắng sẽ thuộc về phía Toka. Trên đường tới trường thì cõi lòng của cậu đã xuất hiện. Ông già lúc xưa xuất hiện là thật nhưng chỉ biết buông lời cay đắng. Kết quả cậu chỉ là một thanh kiếm mỏng manh bèo bọt chẳng ai thèm ngó tới. Một đứa chẳng có hy vọng như cậu lúc này làm sao có thể đánh bại được Toka. Ở cuối con đường liền xuất hiện một ánh sáng ấm áp. Shizuku hy vọng rằng cậu không nên tham gia vào trận chiến này. Nhưng mà em ấy biết rõ bản thân không thể ngăn cản được cậu. Lúc này mọi người đang chờ đợi cậu và tin tưởng cậu sẽ tạo ra một trận chiến này lửa. Bây giờ cậu không còn cô đơn nữa rồi. Ngọn lửa trong thanh kiếm của cậu đã động viên nhiều người và đã cho họ thấy được ước mơ của mình. Stella cũng thực hiện xong lời hứa của mình và đã trở thành đại diện của kiếm hội thất tinh. Bây giờ cậu còn lạc lối vì điều gì nữa cơ chứ? Cậu đã có một lời hứa đã ấp ủ cùng với Stella. Cả hai đã hứa rằng sẽ cùng nhau bước lên đỉnh cao của giới ma đạo hiệp sĩ. Lúc này cậu đã đến được sân đấu và trận chiến cũng được sắp diễn ra. Toka biết rằng cậu đang bị thương khắp cơ thể, nhưng do bản thân đã quá mong vào trận chiến này nên cô ấy không thể làm gì cả. Kể từ khi gặp được cậu thì Toka đã luôn muốn đấu với cậu một trận nghiêm túc. Cậu cũng sẽ nghiêm túc để bản thân không phải hổ thẹn với mọi người. Bằng những gì mạnh nhất trong cậu sẽ đánh bại những gì mạnh nhất trong Toka. Trận chiến vừa được bắt đầu cậu ngay lập tức dùng tuyệt kỹ của mình. Toka biết chắc là cậu sẽ đánh thẳng và chỉ cần né là giành chiến thắng. Nhưng sự kiêu hãnh của một hiệp sĩ thì cô ấy sẽ không bao giờ có hành động đó. Bây giờ cậu sẽ dồn hết mọi tinh hoa vào thanh kiếm này. Cậu dùng bí kỹ thứ 7 của mình là Zaiko để đấu với tuyệt kỹ của Toka là Zaikiri. Từ đầu cậu đã biết rằng cô ấy thật sự rất mạnh. Nếu dùng trong vòng 1 phút thì quá nhiều rồi nên cậu chỉ cần 1 giây là quá đủ. Cả hai tuyệt kỹ đã va vào nhau và Toka đã nằm xuống đất. Cậu là người đứng cuối cùng trên sàn đấu và giành được chiến thắng. Trận chiến này Toka đã dùng hết sức mạnh là điều không thể bàn cãi. Nhưng cậu đã tiến hóa giới hạn của mình ở giây phút cuối cùng. Itosuza còn lâu mới thắng được Zaikiji. Vậy nên cậu đã dồn hết mọi thứ của mình vào một nhát kiếm duy nhất. Bây giờ cậu không thể gục ngã được vì vẫn còn một điều mà cậu muốn nói với Stella. Cậu tiến lại gần Stella và mở lời cầu hôn với cô ấy. Stella đã hạnh phúc và đồng ý về chung một nhà với cậu. Cảnh tượng cầu hôn đó đã được phát sóng trực tiếp lên toàn Nhật Bản. Hôm nay trường có tổ chức buổi trao thưởng và tuyên bố 6 người đại diện của kiếm hội thất tinh. Thủ lĩnh sẽ do hội trưởng hội học sinh Toka lựa chọn. Và thủ lĩnh năm nay chính là cậu. Toàn thể học sinh ở đây không có ai phản đối và đồng ý cậu trở thành thủ lĩnh. Lúc này cậu và Stella định bàn lại chuyện về chung một nhà.
đột nhiên Shizuku xuất hiện và ngồi vào giữa cả hai. Vẫn còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp nên Shizuku sẽ dạy cho giờ tia lã cách làm một cô vợ hiền. Video tới đây là hết rồi. Nếu bạn thích video này thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để xem nhiều anime hay hơn nhé.